Bữa nay là ngày ngoại mình cũng thanh minh, cũng là ngày mình xây mộ lại cho mẹ mình. Nên là tháng này mình về chứ không thôi là mình về trong Tết mất tiêu rồi. Mình cũng muốn làm lại cho mẹ lâu rồi, tại vì mọi người biết sao không, xung quanh nó bị bể hết trơn rồi. Nhưng mà mình chưa có đủ điều kiện, để bây giờ thì mình mới đủ điều kiện làm lại cho mẹ. Tiền thì mình cũng có che thêm cái mái nữa để cho mẹ mình che nắng che mưa luôn. Cái này thôi mà đã 8 năm rồi đó mọi người, đúng là thời gian trôi nhanh thiệt. Tụi Hoan nó vô đây được 2 lần rồi, còn Su Hoan nó thì chưa có vô được lần nào. Ảnh phái mấy con gà con này lắm mọi người, vô đây là xin ông cậu cái con gà con này liền luôn. Tổng cộng hết chi phí lần này luôn á thì nó khoảng tầm 20 củ. Bữa nay thờ tới người ta chỉ đo cho mình thôi, còn làm á thì bắt đầu ngày mai. Nên là bàn bạc với thờ xong rồi hai mẹ con mình cũng về luôn, tại giờ ở trong cũng nắng lắm mọi người. Ông anh mình không chở về bó gươm này để cho mình làm cá lóc nướng chui đó, mà ăn cá lóc nướng chui là nướng tại ngoài ruộng luôn. Còn bây giờ người ta xả hết rồi, mình mua bó gươm này về mình nướng sao hè. Cái bó gươm đó không biết nướng bao nhiêu cá mới hết, chứ tầm này để thôi là mình nướng con cá chín tới bên trong luôn á. Trời thì đang nắng gừng gực luôn mọi người, mà nướng cá nữa ta nói muốn sáng luôn. Cá lóc nướng chui là phải có bánh tráng, bởi vì để đó đi mình sẽ đi thái một ít gạo. Gạo này là bà ngoại mình trồng á mọi người, mỗi cái ăn chút thôi nhưng mà không có ai ăn hết trơn, bởi vì không có hết. Cái này là còn ít rồi á, Tết là bà ngoại mình còn trồng nhiều dữ nữa. Một hồi rụi lửa tàn hết than luôn rồi thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái cây gì để khui con cá này ra nha. Ở bên hàng làm sao mà được cái món cá lóc nướng chui này, để nãy giờ hết lửa lâu rồi mà than nó vẫn còn quá trời luôn. Mà cá này lại là cá lóc đồng nữa chứ mọi người, nhìn nướng con cá ra nó ngon cực kỳ luôn á. Mình dùng cái lá dừa cạo sơ cái lớp vỏ bên ngoài, rồi ta nói cạo tới đâu á mà nó thun đến đó, nó đen đen vậy thôi chứ hồi nữa mình đem đi cuốn bánh chén là ngon nhất cái nách luôn. Cho thêm chút cây nhà lá dường thì bây giờ mình chặt cái tàu lá chuối đen chút nữa mình lót mâm luôn nha. Không biết mọi người có thích về nhà không chứ mình là thích về nhà cực kỳ luôn á. Thích nhất là những bữa cơm quây quần mọi người chung với nhau như thế này nè. Giờ mình sẽ cho cá lên trên này bày trước. Qua đây mình sẽ làm thêm một ít nước mắm nữa, cho vô đây chút xíu đường, chút xíu bột ngọt với lại làm một ít hành. Bánh tráng cuốn nên là mình sẽ pha chút xíu mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Là không ở đâu bằng nhà mình thiệt mà mọi người. Về đây hả mình ăn cả ngày luôn, không ăn cơm cũng được nữa. Vì mình quê ở đây ba tụi Hoan cũng vậy á mọi người, ăn tào lao tối ngày thôi chứ không ăn cơm luôn. Mà mai là ba tụi Hoan về tới đây rồi, tại tối nay bay khuya tới Sài Gòn, sáng mai tới Cần Thơ. Lần này là phải cho ba tụi Hoan thử cái món đặc biệt đó là mắm nha mọi người. Bây giờ thì lấy miếng bánh chén cho lên đây một chút cải chua, một chút dưa leo, một chút rau sống, thêm miếng cá nướng nữa. Mời mọi người ăn cá lóc nướng chui có bánh chén chung với cả nhà mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.